ơi, à, hôm nay à, em nào vừa béo vừa lùn lên xem quẻ bói là nó đùn thịt lên, mà cô nào có kẻ nằm bên sáng ra tỉnh dậy là nó sướng rên hờ hờ. Đấy, hôm nay nhá, hôm nay là em xem à, bói là đại hạ giá đây này, à, 100k một quẻ đấy, là có cô nào mà muốn xem bói thì lên đây, nhạc máu lại để à, thầy đón khách nào bói đây, bói nào. Ôi trời. Bói đây. Tìm mãi mà không thấy đâu nhỉ? Cái gì đấy? Tìm mãi mà không thấy đâu. Úi giời. Hết rồi. Đúng đối tượng rồi. Coi quẻ 100k một quẻ. À, hello, how you are? Thank you and you okay? Anh gì ơi? Dạ. Anh à, tôi là con người âm lịch, thế là tôi không có chơi với cả tiếng Anh. Thế anh có thể anh nói chuyển sang tiếng Việt được không? À, dạ. À, ý của con bảo là con chào thầy. Thanh niên thì ăn to nói lớn chứ ai lại nói lý nhà lý nhí như cái đít con vịt ấy. Nói lại được to chữ chớ nó xem nào. Dạ. 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 Ý con bảo là con chào thầy á. Úi úi giời. Vớ mẹ phải thân thân kinh dở thì tập bơi rồi các bác ạ. À, thế tao không được. À, chào anh. Thế à, hôm nay anh đến cửa tôi là có cái việc gì đấy? Dạ, hôm nay con đến cửa thầy để con xem về đường tình duyên. Xem về đường tình duyên? Vâng. Xem về đường tình duyên là nó đúng là nghề của tôi rồi. Dạ. À, thế à, anh tên là gì? Dạ, à, con tên là Huỳnh Cu. Cu gì? Con nhắc lại một lần nhé, thầy nghe kỹ này. À. Tên con là Huỳnh Cu. Cu, cu gì? Thì đấy, tên con hai từ Huỳnh Cu, thế thôi. À. Thế người ta có cái thằng cu tí, cu tèo hay là có cái thằng cu thấp. Ờ, thế mà anh lại chỉ có mới tên là Huỳnh Cu thôi ạ. Thế đó mày hay. Ờ, thế à? Ờ, được rồi, thế được rồi. Thế à, anh à, cu à, đã có người yêu chưa? Dạ. Tên tuổi là gì ở đâu? Con cũng yêu rồi. À. Con thì là tuổi Dậu, còn à, người yêu con thì là tuổi Tỵ. À. Người yêu con là Hà Thị Hai Nháy. Ừ. Mà đặc biệt Hà Thị Hai Nháy là con của Hà A Dâm, làm nghề bói ở trung tâm thành phố Phúc Yên. Ấy, này, lừa đảo nhá, không mù mà lại đeo kính thế này. Này, 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 thế là cứ đeo kính là mù à? Hả? Thế tôi đeo kính cho nó dâm, cho nó mát không có được à? Hả? 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 Mà này, anh vừa rồi anh vừa phọt cái gì ở mồm anh ra đấy, anh bảo là anh có biết là nói được con nhà ai không? Con nói đến con gái thầy. À, hôm nay em thông báo với thầy nhá, là con với cả em Nháy là đã tìm hiểu nhau từ rất lâu rồi. À. Hôm nay con đến đây là để hỏi cưới em Nháy nhà thầy đấy. Hỏi cưới con Nháy nhà tôi? Vâng. À, thế đấy thì tôi nói luôn cho anh biết là cái tuổi của anh với tuổi con Nháy nhà tôi là nó không có hợp nhau đâu. Một đứa thì tuổi Dậu, một đứa là tuổi Tỵ. Anh mà cưới về đảm bảo là con Nháy nhà tôi nó mổ cho anh chết tươi. Ôi thầy, thầy cứ đùa dai. Mổ thế nào mà mổ, con nói với thầy nhá. Con đây là gà rừng. Ừ. Bé này thôi nhưng mà bay cao lắm. À, mổ bay, nào được. Bay cao gì? Thế được rồi, thế anh thích con tôi ở cái điểm gì? Dạ, à, con thấy em Nháy nhà mình là xinh. À. Mà đặc biệt, ừ, tay là bít, đít lòng bàn, lưng cánh phản, miệng ồn ịt. Mệt! Dạ. Mày nói thế là ngang con tôi nó là con lợn à? À dạ không, mà con đùa thì ý là con bảo là em Nháy nhà mình xinh, ừ, mắt lá răm, lông mày lá liễu, ừ, mà em Nháy là một người con gái rất là dám dang, ừ, đảm đang khổ, con nói tiếng Anh nó không có dấu. À, đảm đang. Ơ, thưa đất rồi mười này, thì anh bảo là anh yêu con tôi thì rất lâu rồi á? Vâng, rất lâu rồi. Ấy dạ, ấy là anh tưởng anh tán được con tôi mà dễ thế à? Ôi, con nói với thầy nhá, không những tán em Nháy dễ mà riêng em Nháy thầy còn tán được 3 câu thơ đổ luôn. 3 câu thơ mà đổ. Thế là thơ mày thế nào, thơ thế nào? Thì bây giờ thầy là phải đóng là em Nháy. À, ta đang là bố con Nháy mà ta lại phải đóng là con Nháy à? Thế thì con mới có cảm xúc để mà làm thơ chứ. À, ừ, được rồi, đây, đây, đây. Nháy đây, Nháy đang yểu điệu thục nữ. Sao? Nháy đứng ở đây, đây. Nháy ơi. Nháy ơi. Nháy ơi. Nháy cái mả mẹ mày mà nháy gì mà nháy làm thế à? Hả? Mẹ có đọc nhanh không? Dạ, đây ạ. Nháy ơi, em đẹp như tiên. À. Càng nhìn càng giống, ừ, con điên châu quỳ. Nháy ơi, em đẹp tuyệt vời.
coi càng nhìn càng giống con rơi trong rừng. Ước gì em hóa thạch cao, anh bỏ vào miệng mút vào mút ra. Ước gì em hóa thạch dừa, anh bỏ vào miệng mút trưa mút chiều. Này này này, thưa chúng mày mút suốt ngày chứ không làm ăn gì. Đấy là để ước gì em hóa thành câu, anh là cái bẹ ôm nhau một lần. Ôi già, thế sao mày không bảo luôn là ước gì em hóa thành phân, anh đem bón ruộng thêm phần lúa xanh. Ước gì em hóa thành canh, anh chan anh hút tán tành quay em. Hay là ước gì em hóa thành tường, anh là con chuột, anh tươm suốt ngày. Thầy bậy nhá, bậy nhá. Thơ mày thế à? Thơ thế mà ăn đời làm thơ à? Thơ cái kiểu của anh ấy 15 phút tôi phải phụt ra được 15 bài. 15 phút phụt 15 bài, con thách thầy đấy, thầy phụt đấy. Cái gì? Toàn thân em trắng như vôi nhưng riêng một chỗ răng thì là đen. Đấy, chỗ nào đen? Hai cái con mắt mày đen, hai cái con người mày đen. Vâng. Ước gì em hóa bờ rào, anh cấu anh cắn, anh cào rách bông. Ôi trời ơi. Đấy, thơ thế à? Thơ thế thì tôi có làm 15 bài trong vòng 1 phút nhá. Đấy, thế mà nhảy đổ luôn. Thế được rồi, nuôi con lợn nó lớn thì tôi cũng phải cho nó xuất chuồng. Vâng. Mà con nháy nhà tôi nó lớn thì tôi cũng phải cho nó cởi chuồng. Ôi trời ơi, nó chết rồi, sẽ đi cởi chuồng. Rồi, tôi quên, tôi cho nó đi lấy chồng, được chưa? Đấy. Thế được rồi. Bây giờ mà muốn hỏi cưới con gái tôi thì nó cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần phải trả lời một vài ba cái câu hỏi đơn giản thôi. Thầy hỏi luôn. Mà bằng chứng là đơn giản là tôi đã từng đuổi 17, 18 cái thằng mà đến đây hỏi cưới con nhái nhà tôi về rồi. Thầy hỏi luôn. Rồi, câu hỏi đầu tiên, anh hãy cho tôi biết cái điểm sai trong câu hát sau đây. Vâng. Mỗi sáng sớm sương long lanh, chiều cành hồng khoe sắc thắm. Sai ở đâu? 5, 4, 3, 2, 1, hết sao? Không sai ở đâu cả. Tại sao là không sai đâu? Sai đâu mà sai, câu hát người ta đúng thế này bảo sai. Cái câu hát đấy là cái thằng tác giả nó sáng tác linh tinh, nó sáng tác sai. Đúng sai. Không? Không, thế là đúng. Nó sai ở đâu? Nó sai ở trinh tả, nó sai ở ngữ pháp. Bây giờ tôi hỏi anh, o, e, oe, khờ, e, khoe, sắc khóe có đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Đúng của nó thì phải là buổi sáng sớm sương long lanh, chiều cành hồng khoe sắc. Ôi trời ơi, đấy, nó phải thế mà nó mới là đúng. Thế thì chịu rồi. Thế thì đố mẹo nó thì chịu rồi. Thôi được rồi, bây giờ tôi hỏi anh câu hỏi vừa rồi là không trả lời được đúng không? Bây giờ tôi hỏi anh câu thứ hai này này. Anh hãy cho tôi biết con gì tám cẳng hai càng, một mai một mắt bỏ ngang suốt ngày? Con cua. Sai. Thế thì chả có con gì cả. Con cua nó hai mắt, con cấy nó hai mắt, con ghẹ nó hai mắt, con chó nó hai mắt, con người nó hai mắt nhá. Đáp án cuối cùng thì tôi hỏi mấy ông ở dưới kia, mấy ông cá trả kia. Con gì tám cẳng hai càng, một mai một mắt mà bò ngang suốt ngày? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Con gì? Không có con nào gì, ông cởi chân kia. Hai ông cởi chân kia bảo không có con nào nhá. Mấy ông lên kia có bảo con gì? Con cua. Sai. Đáp án cuối cùng nó là con cua chọt. Thầy thì đố thế. Con cua nó có một mắt thì nó chả bị chọt thì sao? Hai rồi rồi. Bây giờ con không trả lời được câu hỏi của thầy chứ. Bây giờ con hỏi lại thầy. Con hỏi lại thầy nhá. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này là nó liên quan đến toán học này. Toán học. Câu hỏi đầu tiên. Trong 6 ngày diễn ra hội chợ tại thành phố Phúc Yên, doanh thu của ban tổ chức như sau. Ngày đầu tiên là 10 tỷ. Ngày thứ hai là 20 tỷ. Ngày thứ ba là 30 tỷ. Ngày thứ tư là 40 tỷ. Ngày thứ năm là 50 tỷ. Ngày thứ sáu là 60 tỷ. Hỏi. Rồi, hỏi đây. Hỏi đây. Hỏi đây. Dưới sân khấu có bao nhiêu người? Mày bị điên à? Dưới sân khấu có bao nhiêu người thì mày hỏi ban tổ chức một cái nó biết ngay, nhưng mà tao hôm nay tao đếm sơ sơ thì được độ khoảng hơn 100 người. Đấy, câu trả lời là thầy không trả lời được đúng không? Câu trả lời ta trả lời sai đấy, làm gì nào? Rồi thì con đổi câu hỏi thứ hai. Mày hỏi đấy, mày hỏi đấy. Câu hỏi tiếp tục. Câu này là nó cần cái sự suy luận, cái IQ nó phải cao. Hỏi thứ hai. Cái gì trước khi rút vào thì nó đang cứng thẳng khô ấy, vậy mà khi rút ra nó lại mềm cong ướt xuống? Này, câu hỏi này là câu hỏi bậy nhá. Mày có biết là bọn trẻ
con nó đang ngồi ở đây ở dưới kia mày. Ê, mày hỏi bậy nhá, bậy nào, bậy nào, hỏi bậy, hỏi bậy. Thầy có trả lời được không? Tao không thèm trả lời đấy. Không trả lời được thì câu trả lời cuối cùng là gì thầy biết không? Là cái kẹo cao su. Bậy đâu mà bậy. Đúng rồi mọi người. Cái kẹo cao su trước khi nhai thì nó chả cứng thẳng khô à. Hết ngọt thì nhả ra nó chả mềm cong ướt sũng à. Đúng ạ. Đúng thì mọi người cho thốt một cả vào tay. Thì thích hỏi đẻo gì thích hỏi đẻo. Thôi được rồi. Bây giờ là bỏ qua cái phần hỏi vớ vẩn đấy đi. Bây giờ là tôi hỏi anh luôn đây này. Anh hãy cho tôi biết tại sao đến giờ này con nháy nhà tôi nó vẫn chưa lấy chồng. 5, 4, 3, 2, 1, hết ra. Câu hỏi đúng chuyên môn. Dạ, tôi đây. Nháy đến giờ này chưa lấy chồng à? Bởi vì bố nháy là một lão già hắc ám, khó chịu nhưng lại sống dai. Đặc biệt bố nháy là một lão già mặt nhăn mày nhó, mũi nhọn đầu đinh, ăn nói linh tinh, tính tình quái gở, chán cơm thèm phở, thích hút bún riêu, mồm thì rất điêu, nói nhiều như quá. Nói tóm lại, sau một thời gian tìm hiểu và đưa ra kết luận, nháy đến giờ này chưa lấy chồng bởi vì bố nháy là một lão già khốn nạn. Anh ơi, dạ. Sao tôi nghe cái câu này tôi lại thấy nó quen quen ấy nhỉ? Chả thấu gì thầy. Trước khi con vào diện kiến thầy ấy, con có gặp bà Khứa hàng xóm với thầy đấy. Bà ấy bảo là lão già này rất khác người. Chỉ cần bảo thế thôi là bà ấy lão thì gả cái cho ngay. Mẹ cha cái con đấy chứ. Ngày xưa nó không cưới được tôi là bây giờ nó quay ra nó phá xương con tôi đấy nhỉ. Chứ mẹ 100 con kiến đen, 1000 con kiến đỏ đi từ ga Hàng Cỏ sang ga Long Biên, nó xuyên thẳng vào 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 cái lỗ nhà mày. Lỗ gì hả thầy? Lỗ mồm. Rồi thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ là tôi không thể hỏi linh tinh anh nữa. Bây giờ là chuyển thẳng vào chủ đề chính này. Một phát này câu hỏi này mà anh trả lời được cái là tôi gả con nháy là tôi cho anh luôn đi này. Thầy hỏi luôn đi. Anh hãy cho tôi biết tên tuổi, địa chỉ, 17, 18 cái thằng mà đến hỏi cưới con gái tôi nó tên là gì, ở đâu, hết giờ. Ông điên à? Ông nói chung thích hỏi đều đúng không? Tôi nói ông biết tên tuổi, địa chỉ, 17, 18 cái thằng đến tán con gái ông nhá. Đến con gái ông nó còn không biết cho đừng có nói là tôi nhá. Ông thích động vào dây thần kinh của tôi đúng không? Tôi nói với ông biết là tôi là bị bệnh động kinh nhá. Mà động kinh lên là tôi hay đánh người. Ông thích trêu đúng không? Ông thích trêu đúng không? Ông thích trêu đúng không? Khoan, tôi không nói nhiều với ông nữa. Tôi không cần em nháy nữa. Tôi tặng ông đó cho ngoại. Chào ông tôi về. Này anh gì ơi, sao nó lại có cái cháu nội cháu ngoại gì ở đây thế hả anh? Thì có nghĩa là em nháy trao cho cháu cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái rồi. Úi trời ơi, con tránh con thì sao mà mày ngu đến thế à con ơi. Úi trời ơi, mày sao mày lại trao cho nó cái đấy à? Mày giả ngay cái sổ đỏ nhà tao đây. Không, mày giả ngay cái sổ đỏ nhà tao đây. Trời ơi, giả ngay cái sổ đỏ nhà tao. Sổ đỏ nào? Ý của con bảo là con với em nháy là chén nhau rồi. Sao lại có chén với có bát gì ở đây? Chả liên quan được con tôi. Được rồi. Chả liên quan con tôi. Bây giờ thầy thích trả lời là bằng thơ gì? Tôi thích trả lời bằng thơ đấy. Trời ơi, con trả lời bằng thơ. Nháy đứng bên cửa sổ. Nháy đứng bên cửa sổ. Chim bay qua, nó mổ. Chim gì? Nó mổ vào đâu? Mổ trúng cái cửa sổ. Mổ trúng cái cửa sổ thì liên quan gì đến con tao? Tao cho nó mổ thoải mái. Chim ơi, mổ 5-70 phát nữa lên chim ơi. Thôi anh, tôi nói tuẹt thẳng móng lợn với ông Hà Dâm nhá. Là em nháy nhá ông, có chửa với tôi rồi. Chào ông, tôi về. Ôi trời ơi. Các bác ơi, nhà em nó sập mẹ nó mà tổ rồi. Ôi con ơi là con ơi. Thế là mày định ăn cắp mày à? Mà định bỏ của mày chạy lấy người đúng không? Dạ không ạ. Dạ mày, mày định ăn xong rồi là mày cuốn gói mày phắn đúng không? Thế thì ngay từ đầu mà thầy thì cứ gây khó dễ cho con cưới con gái đâu. Ai bảo mày tao không cho cưới? Thế bây giờ thế nào? Vừa nãy em có nói cái gì nó quá thì xin anh là anh thông cảm. Có cho cưới không? Dạ em có. Anh về anh bảo bố mẹ anh là em thử tí thế thôi, chứ còn con gái em như là em phải chắc chắn.
bây giờ là cái bọn nó vô sinh nó bị xịt nhiều. Đấy, rồi cưới xong về cứ đái ổ ổ rồi thế thì chết à. Thế là phải thơ. Bây giờ là có em bé chưa đúng không? Vâng. Thế thì tối cho có con cưới. Thế con cảm ơn bố. Ok. Dạ, vâng, kính thưa quý vị, và một lần nữa anh em Tường Cáo và cô Thóc xin được cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị tại đây ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc quý vị là tiên vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau, chui vào két sắt. Xin chân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại rất nhiều ạ. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.